do tắm mà chưa lâu đi ngủ. Đúng rồi. Quá anh ơi, tôi hỏi khó. Rồi tới Khoa. Tới Khoa. Suy nghĩ lâu hả? Đố mọi người cái cảnh bốn người nằm ở trên giường có chăn và không có chiếu, cảnh đó Khoa ấy chạm cái gì vào bèo và anh bèo. Đố các bạn là trong cái bữa tiệc á thì nhân vật Vi bị thử thách là phải làm theo động tác của con gì? Ok các bạn nhỉ? Rồi chưa hết nha, chưa hết nha. Rồi phải làm tiền cao người. Làm đây luôn. Rồi, 1, 2, 3 bạn làm con long quang trong 5 giây nha. 1, 2, 3. Được rồi, anh 5 giây rồi. Nhưng mà nhìn bạn đúng còn lại quá à. Đây rồi, chúng ta lại. Để có anh chụp hình nha. Dạ, cho khách hỏi là trong căn nhà này có bao nhiêu khách? Chúc mừng em. Đang cầm cái điện thoại đúng không? Đó. Dạ các bạn một khách thôi. Một. Dạ một. Lại. Là ai vậy anh? Spoil phim đang là. Spoil phim. Rồi thôi đừng hỏi ai nữa. Nếu vậy á thì em phải có con hỏi phụ rồi. Đúng không? Vậy em kia sao được? Bây giờ cho em hỏi nha. Cái lúc mà em bị cây đè á, em có gớt cái gì lại không? Một cái quần. Sai rồi. Em mời chị. Dắt dài. Rồi, trong khi con tìm một câu hỏi khác để đốt cho những người tiếp theo thì xin mời Cát Liên. Em xin hỏi mọi người đó là trong cảnh phim thì có cảnh là Vi đang khăn cho mẹ, thì chiếc khăn đó màu gì? Được rồi. Trời ơi.
Cho nó heo. Rồi bây giờ hỏi câu cuối, mọi người thấy anh Hải có đẹp trai không? Có. Có hay không? Có. Rồi vậy thì cho xin chụp tấm hình nha. Coi hay. Ngáo ngáo lắm. Lên chân dùm. Người chơi tay số 4 là mặc 4 nha. Chị lên trên ngồi đi, ở đây là bị cắt hình hết á. Vô ghế ngồi chị ơi. Đợi đếm nha. 1, 2, 3. Mọi người có muốn coi phần 5 không? Mọi người nhớ chia sẻ rộng rãi khắp thế giới bằng cách lên Facebook của mình nha. Rồi, người chia sẻ nhiều thì lần sau gặp quý khách. Anh Cánh ơi, góp nó sẽ còn đó, anh ơi. Đẹp quá. Cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ em rồi. Ông không đi ra là cô thường á. Đúng rồi, chụp cháu chụp tấm nè. Nhà có khác. Cháu chờ nãy giờ này. 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 Cháu chờ nã